cái người làm xuyên á với người làm biếng, người nhát á. Người làm xuyên thì người ta làm việc rất là nhiều, mệt mỏi, có không? Có, nhưng mà vẫn làm hoài cũng không có hết việc, tại vì họ không biết quản lý thời gian các bạn. Và cái người làm biếng họ làm những cái việc vớ vẩn, những việc vu vơ, có khi là họ không làm gì hết luôn. Họ giống như một người, những người sống mòn á, sống không có ý nghĩa luôn, sống chỉ để có tụ thôi á, thì họ cũng không biết cách quản lý thời gian luôn á. Thì làm sao mà để cho các bạn làm việc tốt nhất, làm việc hiệu quả nhất, đạt được nhiều mục tiêu nhất, bỏ ra ít thời gian nhất? Hồi nãy mình đã nói rồi, 24 giờ mỗi ngày là công bằng cho tất cả mọi người. Làm sao để cuộc sống của bạn cân bằng, sống có ý nghĩa, không cảm thấy thua thiệt bạn bè, và nhất là sống không cảm thấy là mình sống hoài, sống phí, không hối hận. Thì cái tuổi trẻ của bạn trôi qua, thời gian của bạn đã trôi qua, bạn muốn ăn ngon, ngủ sâu, học hết sức, chơi hết mình thôi à. Thì chỉ có cách là các bạn phải làm sao để có thời gian của bạn nó tốt thôi à. Thì các bạn có thiếu thời gian không? Các bạn có bận rộn hay không? Thì nói lại với các bạn đừng có ngụy biện nữa, bạn đừng có lừa dối bản thân mình là bạn đang rất là bận. Bạn hãy viết ra giấy đi các bạn, bạn hãy viết ra giấy tất cả những thời gian mỗi ngày bạn làm, bạn ngủ bao nhiêu tiếng, đi làm bao nhiêu tiếng, rồi bạn ăn, bạn uống, bạn tốn bao nhiêu thời gian, viết ra. Bạn sẽ thấy được cái số nó rõ ràng như ban ngày vậy đó. Một ngày bạn còn rảnh 4 tiếng cho tới 6 tiếng mỗi ngày, đảm bảo luôn. Ai bận nhất bạn cứ thử viết đi, bạn sẽ thấy lòi ra các bạn. Cái câu mình nói với các bạn á, không làm thì thôi, làm thì làm đến nơi đến chốn các bạn. Thà đừng đi chứ mà đi phải đi về đích. Mình thích là đi về đích thì mình mới chịu được không? Còn đừng có đi một nửa đường và bỏ cuộc các bạn. Các bạn hãy viết ra giấy những cái hoạt động mỗi ngày của bạn đi, làm việc, ăn ngủ, tất cả bạn nên viết ra hơn. Bạn sẽ thấy được là không bao giờ hết được 24 giờ của các bạn đâu. Có một cái câu hỏi với các bạn là khi mà bạn biết được những cái điều đó rồi đó, khi bạn lười như vậy đó, tại sao mà bạn không chịu làm? Cái lý do của nó là do bạn không có động lực. Cái việc bạn làm á, bạn trì hoãn là do cái việc đó nó không có đem lại tiền cho các bạn, và bạn không thấy nó có lợi ích gì cho cuộc đời của bạn hết đó. Đó, nên bây giờ mình nói với các bạn nè, nó sẽ có hai cái vấn đề mà các bạn hãy nhớ. Một cái vấn đề bạn làm mà thấy kết quả liền thì bạn sẽ sung lên bạn làm liền. Ví dụ bạn đi làm mà bình thường lương người ta trả cho bạn là 10 đồng một giờ, và tự nhiên cái công việc nào đó người ta trả cho bạn 20 đồng, 30 đồng một giờ, là mình nói các bạn bán sống bán chết là 12 tiếng, 15 tiếng bạn cũng làm láng đó. Động lực ở đâu vậy? Rồi sao bạn làm được? Động lực là tiền các bạn. Cái mà thấy được kết quả đó, làm ngay á các bạn, nó gọi là tangible. Tangible là bạn thấy được cái kết quả, bạn sờ mó được, bạn thấy được kết quả đó. Ví dụ như những bạn mới kinh doanh mà các bạn sẽ thấy được là ok, đi thuê mặt bằng hoành tráng, khai trương là có hoa, rồi mua lân, bạn ghế là phải mua mới, thuê nhân viên, rồi mua luôn cái ghế giám đốc luôn, rồi phải đặt luôn trên cái bàn giám đốc là Nguyễn Văn Tèo, công ty trách nhiệm hữu hạn là nghèo hết kiếp đó, ví dụ vậy hả? Họ thích những như vậy. Cái đó là tangible, là những cái bạn thấy được á là bạn mới sung lên bạn làm đó. Nhưng mà có vấn đề ở đây á, không biết có đúng hay không nha. Những cái quan trọng, những cái deep down, những cái còn sâu sau khi mà bạn tạo ra những cái giá trị cho khách hàng á, giống như mình nói, mình dạy nguyên một năm 2018 mình dạy miễn phí cho tất cả mọi người, hoặc là viết content, mình viết những cái bài viết mình ở trên cái kênh channel Lò Khởi Nghiệp này, và mình viết những bài viết ở trên social network của Lò Khởi Nghiệp đó, mình viết như vậy đó, mình email marketing và mình tìm khách hàng, mình tìm đối tác tiềm năng, thì các bạn lại quên làm cái này, bạn không chịu làm cái này. Tại vì sao? Tại vì bạn đâu thấy kết quả đâu, đâu thấy 1 giờ 30 đồng đâu đó. 1 giờ bạn chỉ thấy 10 đồng, bèo quá thôi mình đi làm kệ bà đi, trả tôi có 10 đồng mà, công ty nào cũng trả tôi 10 đồng thôi, kệ tôi đi làm cho có tụ thôi. Nhưng mà nếu mà công ty trả bạn 30 đồng là bạn nhào vô bạn làm liền, đúng không? Đó, nên những cái mà intangible là những cái mà không thấy được á, nó gọi là tầm nhìn dài hạn của các bạn. Bạn không thấy được cái giá trị của nó ngay và luôn, nhưng một thời gian sau bạn sẽ thấy là cái giá trị của nó khủng khiếp lắm. Bạn cứ suy nghĩ lại đi, những cái channel giống như Quang Lê TV, những cái channel của Học viện Bất động sản Lò Khởi Nghiệp đó. Các bạn đăng ký khóa học của tụi mình là các bạn sẽ thấy được tại sao thời gian nó sẽ trả lời được câu hỏi cho các bạn liền. Mình với Quang làm liên tục, chứ không phải các bạn làm bây giờ tôi làm YouTube, tôi học marketing online, tôi học này, bữa nay tôi vui tôi làm, nhưng mà ngày mai ngày mốt bữa kia đó tôi mệt quá thôi tôi nghỉ tôi 1-2 tuần. Các bạn không được làm như vậy, tại vì nếu mà bạn làm như vậy á, nó không mang lại cái giá trị cho người, cái người viewer, người mà đăng ký của các bạn. Các bạn phải làm liên tục, cái nội dung của bạn đổi mới, bạn phải làm liên tục như vậy, mỗi ngày mỗi hay để cho người ta. Cái này á, nó gọi là cái tầm nhìn dài hạn các bạn. Bạn không thấy nó ngay đâu, nhưng mà cái kết quả của nó qua thời gian bạn thấy nó khủng khiếp lắm các bạn. Giống như Hồng Anh Văn cũng vậy thôi, đi tập gym cũng vậy luôn, mỗi ngày bạn tập một tí, cũng đâu thấy kết quả đâu. 3 ngày 4 ngày 5 ngày không thấy kết quả gì hết á, nhưng bạn kiên trì thử đi 2 tháng 3 tháng, bạn sẽ thấy kết quả, bạn thấy cơ thể của bạn nó khác liền. Bạn cứ kiên trì học 2-3 tháng đi, bạn thấy anh văn của bạn nó khác liền. Còn những việc như là lướt Facebook đi nhỏ, uống trà sữa, cà phê, xăm xí, xem mấy thứ nhảm nhí trên TV thì bạn rất là dễ làm. Tại thằng nào làm cũng được, đứa nào làm cũng được á. Những cái chuyện nào mà nhiều người làm, ai làm cũng được á, bạn nên đừng làm. Tại những chuyện đó là chuyện không cần phải có năng lực, không cần phải dùng cái trí tuệ, ai làm cũng được hết thì bạn đừng có làm. Tại vì
cái đó chỉ để dành thời gian chút xíu để mình rảnh một ngày để giữ giải trí, để thư giãn thôi, nửa tiếng mỗi ngày đủ rồi. Còn những chuyện không ai chịu làm hết, bạn hãy làm đi thì kết quả nó mới có. Còn những cái bạn mà suy nghĩ ngắn hạn như thế này sẽ thành những người đau khổ dài hạn. Kết quả của bạn ngày hôm nay là những cái thói quen của bạn ngày hôm qua đó các bạn.